Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài đến 3 ngày nên những ngày qua lượng khách tham quan đến làng hoa Sa Đéc cũng tăng cao. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách đến tham quan và chụp ảnh. Năm nay làng hoa Sa Đéc khoác áo mới khi có thêm nhiều điểm du lịch mới đưa vào hoạt động như là vườn hồng Tư Tôn, khu du lịch qua kiển Sa Đéc, du thuyền vượt cạn, Sa Nhiên Xíp, vân vân. Ngoài ra thì để thu hút khách tham quan, năm nay các khu điểm du lịch ở Sa Đéc đã đầu tư rất là nhiều tiểu cảnh và trò chơi mới lạ, trang trí thêm nhiều hoa kiển trong khuôn viên, đồng thời bố trí nước rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt cho khách, từ đó thì cũng tạo được sự an tâm với nhiều du khách. Trong những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch vừa qua thì mỗi ngày mỗi khu du lịch ở đây đón khoảng 500 khách. Do chủ yếu đón khách du lịch nội địa và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách không đông như mọi năm. Nhưng đây cũng được xem là một cái tín hiệu lạc quan đối với cái hoạt động du lịch của địa phương. Dự báo thì lượng khách tham quan đến làng hoa Sa Đéc sẽ còn tăng cao trong dịp cuối năm. Bởi vào cuối tháng 1 năm 2021 tới đây, tại thành phố Sa Đéc sẽ diễn ra hai sự kiện là tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp và lễ hội hoa xuân Sa Đéc với rất là nhiều cái hoạt động phục vụ du khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé. Sau đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp ở cái thung lũng hoa này nhé.